Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Gánh lớp 9, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đây là cái đề tham khảo cho các bạn nhé, ôn thi nhé. Rồi bài đầu tiên là bài phát âm các bạn. Để chúng ta có câu số 1 là tất cả đều chữ sờ, nhưng mà có một chữ sờ sẽ phát âm khác. Chúng ta coi này, festival, cái này là sờ. Sugar là chữ sờ rất là dài, cái sờ dài chúng ta phải đọc dài mở ra mới đọc được, cho nên đáp án của chúng ta là câu B này. Solar research là những cái sờ thường nha, sờ ngắn. Rồi câu số 2, exotic, ở đây các bạn nhớ chữ hờ này bị câm rồi, chúng ta không phát âm đâu, phải miệng cái chữ hờ này đọc là exotic. Hit, however, hard, chúng ta khoanh vào câu A nha. Rồi câu số 3, reduce, energy, decorate, special, chúng ta khoanh vào chữ reduce. Câu số 4, trend, what, a ride, road, chúng ta phân vào câu B vì chữ đi đi này đọc là t, trong khi mấy câu kia đọc là d. Rồi chúng ta xuống bài dưới này. Các bạn nhớ thứ ngữ pháp đằng sau subtract là động từ thêm ing nha các bạn, cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn từ bring. Nếu đằng sau subtract còn that một mệnh đề thì ở đây sẽ là should, còn động từ nguyên mẫu, nhưng mà đây trực tiếp là một cái động từ sẽ là động từ thêm ing. Câu số 2, thời tiết thì là kinh khủng, vì thế chúng tôi không có thích đi picnic, vì thế chúng ta phải chọn cái từ vì thế là because. Câu số 3, nếu mà chúng ta lên kế hoạch, nếu mà chúng ta trồng rất là nhiều cây hơn dọc con đường thì chúng ta sẽ giảm được cái lượng ô nhiễm ở trong không khí quyển. Đây là công việc cử lệnh 1 này, bởi vì ở đây là hiện tại đơn này các bạn, cho nên ở đây sẽ là view, còn động từ nguyên mẫu, view reduce nhé. Chúng ta chọn câu C nhé. Câu số 4 này, đã tới nửa đêm rồi, bạn của tôi vẫn còn đang học bài, mặc dù đã nửa đêm, ở đây chúng ta phải chọn từ mặc dù, on đầu là mặc dù. Câu số 5, Tết là một cái sự chuẩn bị quan trọng nhất của người Việt Nam, ở đây có từ before, cho nên chúng ta phải chọn từ prepare for, ở đây là preparation là danh từ. Làm ơn hãy .. TV tôi không thể tập trung vào công việc của tôi được. Bạn nhỏ xuống là turn down, bạn to lên là turn up, bật lên là turn on, tắt đi là turn off. Rồi có số 7, không khí trong thành phố bị ô nhiễm nặng nề với khói thải giao thông, ở đây sẽ là bị ô nhiễm hay là bị động của thì hiện tại đơn. Polluted này, và heavily là một trạng từ, chúng ta phải chọn câu này nha. Bị ô nhiễm nặng nề, chúng ta chọn câu C. Câu số 8, ô nhiễm ảnh hưởng nhiều tới đời sống của động vật hoang dã này, câu B này, wild animal này. Câu số 9, Mary là cô gái mà chiếc xe đạp của cô ấy bị lấy cắp ngày hôm qua, ở đây phải là sở hữu cách xe đạp của cô ấy nhé. Xe đạp của cô ấy, sở hữu cách chúng ta phải chọn whose. Câu số 10, nếu chúng ta không tìm ra nguồn năng lượng mới thì chúng ta sẽ cạn kiệt năng lượng, ở đây nếu không là unless nhé các bạn. Chúng ta xuống bài dưới là bài mà tìm từ bị sai nè. Mai đã không đi tới sở thú với bạn bè cô ta vào chủ nhật tuần trước bởi vì bệnh ốm của ta. Ở đây her sickness là một cụm danh từ, cho nên chúng ta không thể xài because được, chúng ta phải chuyển thành because of nha. Rồi câu số 2, hàng xóm của chúng tôi sẽ chăm sóc khu vườn khi mà chúng tôi đi nghỉ mát. Ở đây là gì? Look for là tìm kiếm, ở đây chúng ta phải chuyển nó thành chăm sóc là lúc gì? Look after nha các bạn. Rồi câu số 3, các bạn chú ý cấu trúc này. Nếu mà subtract cộng với một cái chúng ta tiếp tục, subtract sẽ cộng một động từ thêm ing, hoặc là công thức subtract cộng với chủ ngữ cộng với should cộng động từ nguyên mẫu. Vậy ở đây chúng ta sẽ khoanh cái chỗ này, sẽ là should ride, chuyển thành should ride nhé. Rồi câu số 4 này, nếu bạn đằng đây không thể là quân theo
nếu bạn don't, ở đây sẽ hiện thành don't. Câu đi cận đoạn 1 nhé. Don't study hard, you will fail the exam. Rồi chúng ta xuống cái bài điện này. Điện là một cái dạng năng lượng mà phổ biến nhất ngày nay. Ở thế giới hiện đại thì điện có sẵn, khi mà chúng ta chỉ chạm một cái nút thôi. Điện thì có rất nhiều công dụng. Công dụng lớn nhất của sử dụng điện đó là cung cấp ánh sáng nhân tạo. Trong công nghiệp thì điện được sử dụng để thắp sáng nơi làm việc. Nó còn được sử dụng để vận hành máy lạnh, máy tính và những thiết bị khác. Điện còn được sử dụng để chạy các thiết bị mà được sử dụng trong ngôi nhà. Những cái thiết bị bao gồm tivi, máy tính, quạt điện, bàn ủ mỹ và những nhiều cái khác nữa. Và danh sách này thì dài vô tận. Con người hiện đại sẽ biến mất hầu như là không thể. Tức là hầu hết là có thể sẽ biến mất mà không có điện. Tức là không có điện thì con người không thể làm gì được. Rồi câu số 1, có phải điện là dạng năng lượng phổ biến nhất ngày nay không? Đúng rồi. Đúng, chúng ta trả lời như thế nào? Đúng là Z gì? ZXI, vì điện là trụ số ít, ZXI. Câu số 2, điện được sử dụng làm cái gì trong nhà máy? Ở đây nè, điện được sử dụng để thắp sáng nơi làm việc. Chúng ta sẽ viết từ đoạn này tới đoạn này là được nha. Rồi, câu số 3. Câu số 3 này, thiết bị nào chúng ta có trong nhà? Chúng ta có trong nhà những thiết bị nào? Đây nè, television. Đấy, viết từ đây đến đây. Chúng ta sẽ viết như thế nào? Đây A hay là we have, we have. Đấy. In our home. Trả lời như thế này đầy đủ mà hay nữa nè. What should we do to save electricity at home? Chúng ta làm cái gì để tiết kiệm điện nhà? Đây là câu hỏi thêm. Chúng ta phải trả lời We should chúng ta nên làm gì? Turn off TV, light, quạt, vân vân. After using chuẩn. Rồi xuống phải dưới, viết lại câu nghĩa không đổi. Chúng ta hãy đặt rác, cái sọt rác xung quanh sân trường. Chúng ta sẽ chuyển thành câu đề nghị là tôi đề nghị rằng putting, đặt thùng rác, garbage. Been around the school yard. Câu tiếp theo, Tom rất bị kỳ thi bởi vì sự lười biếng của anh ta. Bởi vì Tom lười biếng, chúng ta sẽ chuyển sang because cũng một cụm, một mệnh đề nhé. Đây là quá khứ. Because Tom was lazy, he failed the exam. Câu tiếp theo nè, nếu chúng ta không giảm thiểu cái lượng nước và điện, chúng ta sẽ phải trả tiền điện tháng này nhiều nè. Ok, chúng ta sẽ chuyển unless sang if not. If not, if we lại một nhé. Don't reduce the use of water and electricity, we will have to pay more this month. Cô ta có thể không tham gia với chúng ta bởi vì cô ta bận rộn, và chúng ta sẽ chuyển thành vì thế đó. Cô ta quá bận rộn vì thế cô ta không thể tham gia với chúng ta được. Rồi xong cái đề thi giữa kỳ học kỳ 2 tiếng Anh lớp 9 đến đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo.